Tỷ lệ học sinh giỏi là đứng nhất cả tỉnh đấy, đầu cả tỉnh, đỗ đạt rất là nhiều.
và cái dân ở cái làng này làm quan cũng rất là nhiều, làm quan lớn rất là nhiều trong triều đình trước đây. Thế cho nên gọi là thôn Ngọc Quan, làng Sen. Ngoài này thì gọi là thôn làng, trong kia thì gọi là ấp, ấp rồi đến xã, ngoài này thì gọi là thôn, rồi đến làng, sau đó đến xã. Bây giờ thì đến được thầy giới thiệu cả nhà, đây là chị Huỳnh Tiểu Hương. Thầy gọi mọi người vẫn gọi chị là mẹ Huỳnh Tiểu Hương, là người đông con nhất thế giới. Chị đã có đến khoảng mấy nghìn người con. Tức là chị mở cái trung tâm nhân đạo để nuôi các cháu bỏ rơi mồ côi từ bé. Nhưng mà chị nuôi qua trung tâm các cháu trưởng thành rồi đến giờ phải mấy nghìn cháu. Thế thì hiện tại trong trung tâm của chị ở Bình Dương á, là đang có khoảng 400 cháu. Gần 400 cháu. Thế mà chị trở thành đại sứ yêu thương của 32 nước, nguyên thủ quốc gia các nước, các tổng thống rất là quý, rất là thân thiện chị. Đặc biệt như tổng thống Mỹ đương kim bây giờ, đây là ông tổng thống Donald Trump á, là thường xuyên điện thoại liên lạc và nhắn tin với chị, cả gia đình ông ấy. Và chị có cái thẻ đặc biệt tổng thống Trump cho là được ra vào tòa Bạch Ốc miễn phí, à gọi là gì, miễn kiểm tra, đi vào tự do như người nhà. Và rất nhiều cái hoạt động của chị. Thế thì chị với thầy với chùa bây giờ rất là gắn bó. Và chị cũng mong muốn thầy sẽ là người đỡ đầu trong trung tâm. Vì nếu chị có bệnh hệ gì sau này thì thầy đỡ đầu. Đấy, chị Huỳnh Tiểu Hương. Cứ lên mạng search chữ Huỳnh Tiểu Hương là ra ngay. Rất nhiều bộ phim về chị. Đấy, còn giới thiệu với đại chúng, đây là chị Mai. Cùng trong đoàn, chị Mai thì cũng là một nhà hoạt động xã hội, làm từ thiện rất nhiều. Thì chị Mai thì là cô của vợ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Là cô trong nhà, trong họ hết đấy, rất thân tình. Và chị Mai, chị Hương thường đi với nhau để làm các việc từ thiện xã hội rất là tốt. Đấy, thế là hôm nay thì thầy đưa các chị về thăm quê, đi thăm cho biết. Thì các chị ra chùa từ hôm 6 ạ, 6 ở lại để dự lễ khai hội, nhưng vì lễ khai hội hôm qua phải hoãn lại. Thế thì chị quyết định ở lại thêm để về thăm quê, gia đình, biết gia đình. Đấy, hôm nay là coi là một nhà. Chị Hương thì cũng chị không xây dựng gia đình để chị nuôi các con. Chọn một đời nuôi các con. Đi thế này thôi, nhưng về là tối là nằm ngủ là đứa thì nằm tay trái, đứa nằm tay phải. Không cho rời đâu. Đấy, đặc biệt lắm. Và chị là sứ bệnh đấy, chị sứ bệnh lắm đấy. Thầy nói vui, chị Hương thì đang bệnh, bệnh cũng rất là nặng đấy. Thế nhưng hôm qua chị lên, chị bốc thẻ cho mình. Trời, cái thẻ dạy đúng không sai tí nào. Thẻ dạy luôn, thân đang có bệnh và hãy xem có bệnh như là một sự trải nghiệm. Nếu xem như vậy thì bạn sẽ không đau khổ, không khổ. Đúng nhá. Thế mặt thứ hai là ngày thế này. Bạn tinh cần làm việc thiện, danh thơm tiếng tốt sẽ lan xa. Đúng, chị đang làm thiện nguyện đời đây. Tinh cần nhé, cái chữ tinh cần là không phải chuyện được, tinh cần là một lòng đấy, chứ không phải là chỉ chăm chỉ không đâu. Mà đúng cái việc của chị luôn. Thế xong rồi trên đó lại có một câu Phật dạy là người lành dẫu ở xa nhưng mà sáng tỏ như núi tuyết. Đấy, thế là chị Hương, chị của thầy, chắc là thầy thầy ở xa cho nên là thầy rất là đúng luôn. Ô, hôm qua còn lấy cho anh Nguyễn Thanh Sơn, đại sứ Thanh Sơn một câu chuẩn luôn, đúng nhiệm vụ của anh luôn, hay lắm, hay lắm, tuyệt vời, rất linh nghiệm. Thế thì hôm nay chị Hương với chị Mai về trở về cái ngôi nhà xưa của thầy 4-50 năm rồi. Ngày xưa thầy sinh ra và lớn lên ở đây. Năm 79 xây lại cái ngôi nhà này, trước nó là cái nhà bằng đất, tranh bằng đất thôi. Rất là khổ, ông bà nuôi các con vất vả lắm. Trước là lập máy gồi, ná gồi. Cái gồi thôi. Tất cả cái nhà này hết có, cái hồi làm là hết có 14.000 thôi. 14 đồng đấy. 14.000. 14.000 đồng. Cái ngày đấy hết đồng rồi. Ông bí thư huyện ủy xin gặp ông về ông xăm vào. Bây giờ ông này làm cái nhà như cái tổng hợp ấy. Cái nhà này ngày xưa là to lắm rồi đấy. Ông làm có đến 20.000 không? Bảo tôi không có tiền.
chỉ hết có 14.000 thôi. 14.000 bây giờ thì không biết là cái gì. 14.000 mua được, được một của mấy cân khoai. Đấy, thế là đấy các thầy lớn lên trở thành từ cái này. Nhưng mà nó cũng rất là chị bé, là... chị bé. Đây tất